Mình mới về hai con chim này, và hai cặp thiên đường nữa. Nên là ấy, mọi người nếu như mà ai mà muốn mua quan tâm ấy thì nhắn tin trực tiếp cho mình qua em Mai nhé, hoặc là đăng ký kênh để về thì mình sẽ post lên YouTube. Dạo này Facebook rất là khó. Đấy, nhớ bấm like và đăng ký kênh cho mình nhé.